Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đây rồi, gọt đây rồi. Bù đi mẹ nhỏ quát đi mẹ. Gọt này mà lại gọt gọt. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu như các bạn. Để đây. Để đây. Đến lò kia. Địt mạnh ngàn. Nghiệt mẹ, chó mê. Ui địt cái mẹ gãy rồi. Biết nghe mà, đi cất mẹ gọt cái gọt này. Gãy rồi. Điền ghê các bạn. Giờ mình sẽ gọt bút các bạn đi. Ừ, cái gì con mẹ nhớ phật tử à. Đi kia con này kiểu điếm gì. Mày đây đây. Dăng. Mạnh. Cột vừa rồi. Cái gì mẹ ăn hòm lại gợi rồi. Cái gì cầm này. Cái gọt béo đâu mà màu à. Nhưng mà dâu gậy thì tải gì người yêu em mơ đón đấy dạ. Như cái con tần lọc này của mấy tôi sao nhỉ? Là lắm con lục nhau cũng được. Đấy, đầy pin rồi. Cứ tham hết pin. Pin mới ra xem bao nhiêu phần trăm thân mình ảnh. Nếu anh nhìn được. Đây, cái đầu lồ dài. Mình mấy phần trăm là bố mình đeo phần sạc rồi. Mình sang đi. Mình sang ra rút. Đấy, vìn đấy. Mỏi quá. Ô địch mẹ năm mấy phần trăm này là cấp phí. Sạc sạc xịn đi. Sạc mua 5 chậu bây giờ. Mới mua ta cả anh. Đó, cho mẹ đó luôn. Ta cho mẹ hả 100 nghìn luôn. Đó, 100 nghìn mua họ 4 phát. Cả cầu cả rơi. Nhanh. Nhìn lên. Nhìn lên. Mua họ tao. Cứ mạnh em đi. 100 nghìn cả củ cả rơi. Mua bố mạnh ai. Nói chuyện bánh cung cũng cầm bỏ. Đặt cấp cái lầu đó. Để yêu em mưa đón đón số của tay dậy nhắn nhầm thì trả vi ấy. Nhắn 11 đi nét nhưng mày có đi nét rồi chết mẹ ơi ơi những yêu em đó đó vậy là mình đi tô màu sau nhé các bạn nha.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục đi tô màu nhé các bạn ơi. Đúng. Đây đi đi. Mày đẩy tiền đấy. Đẩy tiền đấy cất làm gì? Cực cơ cất mục tiêu việc quan trọng. Nếu bạn thấy hay thì mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ăn thì ăn một bụng mảnh, ăn một bụng khen cho mình thì lâu lâu mới ăn, lâu lâu cả không biết là không đi ăn. Làm sao cậu yêu em. Bây giờ sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Đấy quyền chưa đi thắm răng cẩn thận. Ta đi lúc nào cho việc tối y mà người đi ta cũng được tiền hơn mày nhớ thích người đó nhiều hơn thì kệ mà thế thì mình thèm rồi thế mình nghỉ đi thế tao bận gì đâu tao bận gì đâu tối nay mình khám ra cũng được. Yêu em dù đau đớn không phải ai điện thoại dài giờ mình sẽ gọn mỏ na các bạn một nốt mỏ này đây hết các bạn đi. Xa như ngày xưa chưa biết đến em. Đó cần đổi cái bây giờ mình sẽ tô màu xong nhé các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.